Địa chủ chia tiền công. Chiều nay 29 rồi mà lão chủ vẫn chưa trả tiền cho anh em mình về nghỉ nhỉ? Lão vốn tham lam, độc ác, bóc lột làm giàu mà. Mai là 30 Tết, chà, phải cho bọn người làm, người ở về nghỉ rồi. Mình phải trả tiền công cho chúng một món kha khá đây. Mọi lần mình chửi bới, đánh đập, uy hiếp, nghe chừng bọn chúng không phục. Phải tìm cách gì để khấu trừ một cách hợp lý, mà có khi lại còn được cả mới hay chứ. Không biết lão đang ngồi tính kế gì đây? Lại tính kế khấu trừ, quỵt tiền công chứ gì? Để tôi vào hỏi lão luôn nhé. Thôi, cứ để hết chiều nay đã. Hay, cách này cũng hay. Được, mình sẽ thực hiện theo cách đó. Nào, mọi người đâu? Hãy vào cả đây. Hôm nay tôi rất vui. Năm hết Tết đến rồi. Mọi người làm cho tôi cả năm, kể ra cũng vất vả. Tôi có 200 lạng bạc muốn đem tặng cho mọi người tiêu Tết, cũng là để cảm ơn mọi người. 200 lạng bạc, bác có nghe rõ không? Đúng, nhưng bỗng dưng lão ta đổi tính à, làm gì có chuyện ấy? Nhưng nếu đem chia đều và phát tiền cho mọi người như thường lệ, thì nó mất vui và chẳng có ý nghĩa gì. Này, tôi có sáng kiến này. Trong các vị, nếu ai kể được câu chuyện kỳ lạ mà tôi chưa từng được nghe qua, thì 200 lạng bạc này sẽ thuộc về người đó. Này, nghe thấy không? Câu đố có vẻ không khó. Chỉ cần kể lại một câu chuyện kỳ lạ mà hắn chưa từng được nghe qua là đã có 200 lạng bạc. Thiếu gì chuyện mà hắn chưa bao giờ nghe chứ. Đúng vậy, tôi có nhiều chuyện đảm bảo cả đời hắn chưa bao giờ từng biết đến. Nhưng nếu các vị không ai kể được, thì chẳng những 200 lạng bạc này mà cả tiền công cả năm của các vị cũng sẽ thuộc về tôi. Mọi người nghe rõ rồi chứ? 200 lạng bạc thưởng thêm nhiều hơn tiền công của chúng ta rất nhiều đấy. Đúng, bên mình đông, chẳng lẽ lại thua lão ta sao? Chỉ cần một người thắng cuộc là mình được thêm khá nhiều tiền rồi. Mình phải đòi lão làm giấy cho chắc ăn. Được, tôi đã chuẩn bị sẵn giấy đây, mọi người điểm chỉ vào. Nào, bắt đầu kể đi. Tôi xin kể chuyện đầu tiên. Nhà tôi trước kia có nuôi một con gà mái, một ngày đẻ 8 quả trứng, trong đó có 4 quả 2 lòng đỏ. Tôi đã từng thấy con gà đẻ 10 quả trứng một ngày ấy chứ. 6 quả đã nhăm nho gì, mất tiền công nhé. Để tôi kể. Trên núi phía sau nhà tôi có một cái cây kỳ lạ, nở hoa quanh năm, có thể kết 8 loại trái cây khác nhau. Trái thì hình vuông, trái thì hình tam giác. Thôi, không cần kể tiếp nữa. Tôi đã trông thấy cái cây kết tới 12 loại trái khác nhau cơ. Thế là hết tiền công nha. Nào, còn ai kể gì nữa không? Mình bị lão ta lừa rồi. Thế là mất cả chì lẫn chài. Chẳng nhẽ không có ai làm gì được lão ta sao? Nào, còn ai kể gì nữa không? Không hả? Thế thì... Tôi xin kể. Ô, bà ư? Giỏi lắm. Thưa ông chủ, thưa bà con, tôi xin kể câu chuyện kỳ lạ và có thật 100%. Chắc ông chủ chưa nghe thấy bao giờ. Ha ha! Thế thì còn chần chờ gì nữa, kể mau đi. Sau khi tôi kể xong, nếu ông chủ quả thật chưa nghe thấy hay không tin, thì phải trả lại tất cả tiền công cho mọi người và cả 200 lạng bạc thưởng thêm nữa. Xin mọi người làm chứng nhé. Mụ già này định làm trò gì với ta mà ra mặt nghiêm trọng thế nhỉ? Để xem, chỉ cần nói hết câu đầu tiên thì mụ cũng hết tiền công luôn. Đương nhiên rồi, cứ theo giấy mà làm. Tôi họ Lý, ở cái làng này mấy đời nay rồi. Nghèo túng thì ai cũng thấy rõ. Nhưng lúc khoảng 10 tuổi,
Nghe ông nội tôi nói với bà tôi là ông nội của ông chủ có mượn của ông nội tôi 500 lạng bạc để mua ruộng đất mà đến nay vẫn chưa trả. Nay yêu cầu ông chủ trả lại cho gia đình chúng tôi về món nợ này. Không biết ông nội ông đã nói cho ông biết chưa? Nói láo, ông nội tao làm sao? Tao chưa bao giờ nghe thấy. Thua rồi nhé. Đúng là một câu chuyện kỳ lạ chưa ai nghe thấy bao giờ. Ông chủ thua rồi. Chúng cháu cảm ơn bà. Nhờ có bà thông minh nên đã trị được tên địa chủ gian tham. Đúng là võ quyết dày, có móng tay nhọn. Đang ăn tiền mà. Mệt quá. Sao lại hết nước đúng lúc đang đói khát? Mệt mỏi thế này chứ. Hy vọng phía trước có chỗ nào dừng chân nghỉ ngơi vậy. Mệt, mệt quá, khát quá. Anh gì ơi, anh có thể cho tôi xin một ngụm nước được không? Tôi khát khô cả cổ mà hết nước rồi. Thật xui xẻo cho anh, tôi vừa uống hết ngụm cuối cùng rồi. Trời ơi. Nhưng mà không sao, anh chỉ cần cố đi một đoạn nữa thôi. Phía trước có một quán nước ven đường rồi. Thật ư? Đúng vậy, còn không xa nữa đâu. Anh cố đi đến đó mà nghỉ ngơi. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Nhưng giá có cái gì ăn nữa thì tốt. Bụng mình đói quá, mà quán này chẳng bán gì, xung quanh cũng chẳng có hàng nào nữa. Chủ quán ơi, cho xin chén nước với. Vâng, nước của anh đây. Anh đi đâu đấy? Tôi xin, tôi ra chợ bán hàng anh ạ. Bán hàng? Bán hàng gì thế nhỉ? Quả gì lạ thế? Lại đỏ tươi, căng mọng. Chắc là ngon lắm. Đang lúc đói, may quá. Ê, này anh mang chỗ quả này ra chợ bán hả? Có thể bán cho tôi một ít được không? Ồ, tất nhiên rồi. Anh mua bao nhiêu? Tôi mua đầy túi này. Ồ, nhiều vậy ư? Đây, tôi trả tiền anh. Vâng, cảm ơn. Chào anh, tôi phải đi tiếp đây. Trời ơi, sao lại cay thế này? Này anh, sao lại ăn ớt thế? Hả? Đây là ớt ư? Sao nó to thế? Vì nó là loại ớt giống mới, tôi tưởng anh biết nên mua nó chứ. Tôi lại nghĩ là một loại quả rất là ngon. Tội nghiệp, thế là anh mua phí chỗ ớt này rồi. Phí là phí thế nào ạ? Hả? Anh bị sao vậy? Biết là ớt rồi còn ăn là sao? Phải ăn chứ. Mà ớt cũng là tiền tôi bỏ ra. Tôi ăn ớt thì cũng là tôi đang ăn tiền của mình thôi. Tuyệt đối không thể bỏ tiền đi được. Anh ta thật ngốc nghếch và ngoan cố. Liệu trong cuộc sống này còn biết bao người như anh ta nữa. Khi đầu tư công sức, tiền bạc vào một cái gì đó nhưng kết quả không như ý, thay vì thừa nhận sai lầm lại cứ cố chấp theo đuổi, và kết quả sẽ chỉ nhận thiệt thòi về mình thôi. Cay quá. Chuyến xe muộn. Bảo anh đi từ sáng cho mát mẻ mà anh không nghe.
Thôi mà em, lâu lâu mới về thăm mẹ, để con chơi lâu một chút cho mẹ vui. Nào My, đội cái mũ và bịt khẩu trang vào nhé, ngoài đường bụi lắm đó. Vâng ạ. Từ giờ đến tối mà không có xe lên thì không biết thế nào nữa. Em cứ bình tĩnh đã nào, kiểu gì rồi cũng về được nhà trong hôm nay thôi. Mẹ ơi, con nóng. Cố đợi chút nữa nào con, sắp có xe rồi. Anh chị đợi xe đúng không? Mời lên xe tôi chở. Vâng vâng, tốt quá. Thấy cháu bé đứng đợi xe cùng anh chị nắng nôi thế này vất vả, mà cũng chưa biết từ giờ đến tối có xe không nữa. Cảm ơn bác. Chắc là anh ta đi xe một mình thấy lãng phí, nên rủ thêm nhà mình đi cùng để đỡ tiền xăng xe đây. Thôi thế cũng là tốt rồi, không có người ta thì không biết phải còn đợi xe đến bao giờ nữa. Anh chị và các cháu về quê chơi mấy ngày lễ đó hả? Dạ, tranh thủ được mấy ngày nên cho cháu về chơi với bà bác ạ. Nhà còn có mỗi mình bà thôi. Thế là phải, chỉ cần lâu lâu lại được trông thấy con cháu là các cụ mừng rồi, chứ chẳng cần gì nhiều đâu chú ạ. Vâng, bác nói đúng ạ. Có xe riêng như bác đi lại còn đỡ, chứ như chúng em mỗi lần mà về quê mệt lắm. Hết xe khách rồi xe ôm, lỉnh kỉnh đủ thứ, vợ chồng con cái nhếch nhác lắm. Vâng, thôi thì chịu khó vậy. Mẹ già cũng chẳng thể sống đời ở kiếp mãi với con cháu được. E rằng... Dạ vâng. Thế nhà cô chú ở chỗ nào? Dạ chúng em ở cạnh hồ Hồng Liên đó bác. Ở đó sáng vào nội đô làm việc đường cũng tắc đấy nhỉ? Dạ, đi lại vất vả lắm bác ạ. Đường thì vừa tắc vừa bụi vừa khói nữa chứ. Thôi chết, mãi nói chuyện đi qua đường rẽ vào nhà anh chị rồi. Thôi không sao bác ạ, để nhà em xuống đây rồi bắt xe ôm về nhà cũng được. Dạ đúng đấy ạ. Thôi, để đi hết đoạn đường đông này, tới lối rẽ sau tôi quay xe lại. Đằng nào hôm nay tôi cũng không vội. Này, lát nữa không biết gửi người ta bao nhiêu nhỉ? Anh cũng chịu, em cứ biếu bác ấy mấy trăm để phụ bác ấy đổ xăng. Thiếp, mấy trăm cơ á? Thế thì quá bằng đi xe khách rồi, chứ gọi chi là đi nhờ nữa. Em... Đến nhà anh chị rồi đấy. Dạ, nhà em gửi bác ít tiền để phụ bác đổ xăng, mong bác nhận cho ạ. Thôi, tôi không lấy đâu. Dạ, xin bác nhận đi ạ. Chúng em phải cảm ơn bác nhiều lắm. Không có bác thì không biết bao giờ mới lên được đây nữa. Thôi được rồi, anh chị cứ chuyển đồ xuống đi, để tôi bế cháu xuống cho. Thế nha, chào cháu bé nha. Dạ, cháu chào bác ạ. Khiếp, anh làm gì mà cứ như người ta làm từ thiện cho nhà anh không bằng, bằng mấy số tiền đi xe khách đấy. Ơ, em, sao em lại nói vậy? Không có người ta tự nguyện dừng lại, thì có mà em lên đây được sớm như thế này chắc. May mắn mới gặp được bác ấy đấy. Nhưng mà người ta cũng có cho không anh đâu, vẫn mất tiền đấy thôi. À, mẹ ơi, lúc nãy bế con xuống, bác lái xe dặn, khi bác đi mới được đưa cái này cho ba mẹ. Ơ, thế ra bác ấy... Đấy, em lúc nào cũng tính toán so đo thiệt hơn mãi. Người ta có như em nghĩ đâu, đời còn nhiều người tốt lắm. Ờ, đúng là... Một người tốt. Tính ơi! À, mình đến rồi à. Vào đây, vào đây. Ừ. Đến rồi thì ngồi xuống đi. Khiếp, ngày gì mà các cậu chơi sang thế? Tớ định ghé qua có việc, chứ đâu có ngờ gặp bữa lên đỉnh thế này. Cứ thoải mái ăn uống đi cậu. Con cá này sáng nay tớ mới bắt được đấy. Hên thế, cá to thế này thì ngon phải biết. Ừ, mà nói hên thì đúng là tớ đang hên thật đấy. Có Tuấn đây biết, dạo này tớ gặp bao nhiêu là chuyện may mắn, công việc thuận lợi. Tình duyên cũng thông dong. Mới đây thôi, chỗ lương tồn ở công ty cả năm trời chẳng đòi được. Đùng cái sếp quyết toán cho,
thế là có một khoản dư giả. Đúng vậy, công nhận dạo này tính hên thật. Hèn gì thấy tớ nói đang bí một cái là cậu kêu qua cho mượn tiền luôn. Ừ, nói mới nhớ, đây, tớ cho cậu vay 2 triệu, khi nào có trả là được. Cảm ơn, nhờ cái hên của cậu mà tớ được ké, chứ tháng vừa rồi lương thấp nên bí quá. Không có gì, nào, giờ chúng ta xử con cá này đi. Vô! Ờ, hết bia rồi à? Được rồi, tớ không làm gì, để tớ đi mua thêm. Ờ, cũng được, nhanh lên nha. Ai, lại sắp mưa, mùa mưa có khác, rõ là mệt. Tội nghiệp bà cụ, trông còn nhiều vé ế quá. Cái gì đây? Thấy bà cụ bán vé số đáng thương quá, nên tớ mua ủng hộ mấy tờ. Mà cậu đang hên, nên tớ nhờ cậu giữ hộ xem có trúng tờ nào không. Cũng được, cơ mà cậu tốt bụng quá đấy. Đã đói rồi vẫn còn làm từ thiện. Không sao, nếu trúng số thì chúng ta lại được bữa liên hoan mà. Ờ phải. Cái gì đây? Tiền này là sao? Ờ, mấy tờ vé số hôm qua ấy, có 2 tờ trúng độc đắc, được tổng cộng 3 tỷ. Tớ đưa cho cậu 200 triệu gọi là cảm ơn. Cái gì? Trúng 3 tỷ? Cảm ơn? Ờ, vé số của tớ cơ mà. Sao cậu lại... Của cậu là của cậu thế nào? Tiền mua vé số này là tiền của tớ, người giữ cũng là tớ. Cậu chỉ là người có công mua hộ. Tớ trả cho cậu 200 triệu là quá tình nghĩa rồi còn gì. Không đúng, tiền tớ vay cậu thì tớ sẽ trả. Còn vé số là tớ mua, tớ chỉ nhờ cậu giữ hộ thôi. Nó là của tớ chứ. Này, cậu đừng có mà ăn cháo đá bát. Không có tiền của tớ thì cậu đến tiền ăn còn chả có ấy, lại còn tham lam ở chỗ số tiền trúng số này sao? Đừng hòng nhá. Biết vậy cứ im lặng cầm tiền cho xong, bực mình. Sao lại thành ra thế này? Thú thật là tớ cũng không ngờ tính lại cá nhân ích kỷ đến thế. Vì đồng tiền mà chẳng còn biết đúng sai, phải trái thế nào nữa. Cậu hãy kiện tính ra tòa đi. Tớ có ông anh làm luật sư. Ông ấy nói trong trường hợp này, luật pháp sẽ đứng về phía cậu. Có nên không? Bạn bè với nhau, kiện cáo thì lại bảo là tham tiền. Còn cứ để thế này thì vô lý quá. Tớ hiểu, hai cậu đều là bạn tớ. Trong việc này kiểu gì cũng có người được, người mất, rất khó xử. Tốt nhất chúng ta hãy để luật pháp quyết định đúng sai. Chứ cứ thế này, hai cậu cũng đâu còn là bạn bè gì nữa. Có lẽ nên vậy. Dựa trên các tình tiết của vụ kiện cùng lời khai của các nhân chứng liên quan, tòa quyết định hai tờ vé số trúng thưởng thuộc về anh Nguyễn Văn Bình. Bị đơn Nguyễn Văn Tính có trách nhiệm hoàn trả lại tiền trúng hai tờ vé số đó. Bái tòa. Chúc mừng cháu đã đòi lại được công bằng. Dạ, cháu cảm ơn bà đã làm nhân chứng cho cháu. Tính. Sao? Đòi được tiền rồi đấy. Còn chuyện gì nữa đây? Tớ muốn chia lại cho cậu một nửa số tiền trúng thưởng kia. Cái gì? Đùa đấy à? Lôi nhau ra tòa rồi lại giở trò chia tiền là sao? Vì cậu cứ khăng khăng nhận hết là của mình, nên tớ phải nhờ đến luật pháp để cho cậu hiểu rõ thế nào là đúng, thế nào là sai. Nhưng không vì thế mà tớ quên được tình cảm cũng như sự giúp đỡ cậu dành cho tớ. Chẳng phải khi tớ khó khăn, cậu là người cho tớ vay tiền đó thôi. Và đúng là không có chỗ tiền đó thì cũng không có số tiền trúng thưởng kia. Và quan trọng nhất, tớ không muốn vì tiền mà tớ mất đi một người bạn thân. Cậu hiểu không? Tớ thật đáng xấu hổ. Tớ xin lỗi cậu. Cậu đúng là một người bạn tốt. Cậu ấy đúng là một người tốt. Từ lúc mua vé số giúp đỡ tôi đến giờ vẫn vậy. Vâng, bà. Mái tóc giả. Mời chị và cháu vào xem hàng. Hôm nay có hàng mới về đấy ạ.
nhiều đồ đẹp quá. Nhiều váy đẹp quá mẹ ơi. Ừ, con lựa lấy một bộ ưng nhất đi con. Cha, cháu nhà chị có mái tóc dài đẹp quá. Ừ, vâng, cháu nó cũng yêu quý mái tóc ấy lắm, chẳng chịu cho cắt bao giờ đâu. Mẹ, con thích chiếc váy này. Ừ, chiếc này hợp cho con diễn văn nghệ đấy. Dạ, mời chị và cháu vào xem hàng. Con hãy chọn một món đồ nào con thích nhất đi, mẹ sẽ mua làm quà sinh nhật cho con. Dạ. Con còn muốn mua gì nữa? Dạ, để con ngắm đã. Ôi, tớ xin lỗi. Đi lại phải nhìn chứ. Xin lỗi, tại tớ mãi xem hàng. Trả đi, của tớ chứ. Không, tớ lấy trước. Không, không, không. Cậu nhường tớ đi. Tớ rất thích chiếc kẹp này. Không, tớ cũng thích. Không, 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 không. À. Ôi. Thì ra là tóc giả. Tưởng thế nào, đầu trọc thì mua kẹp tóc làm gì? Có đeo cái kẹp này lên tóc giả thì cũng chẳng đẹp gì đâu. Tớ kìa con. Mẹ ơi. Mẹ ơi, bạn kia không có tóc mà cũng tranh mua kẹp tóc với con. Kìa con, không được nói như thế. Chị à, cháu à, cho tôi xin lỗi, con tôi vô ý quá. Thôi được rồi con, mẹ sẽ mua cho con món quà sinh nhật ở cửa hàng khác, ta đi thôi. Ừ, chị và cháu khoan đi đã, đợi tôi một chút ạ. Kìa con không thấy gì sao? Thấy gì ạ mẹ? Bạn ấy không có tóc, lại phải đeo tóc giả nữa, nghĩa là bạn ấy... Bạn ấy làm sao ạ? Nghĩa là bạn ấy đang có bệnh trong người, có thể bệnh rất nặng, phải giành giật sự sống từng ngày đấy con à. Thật vậy sao mẹ? Con không biết. Mà hình như hôm nay lại còn là ngày sinh nhật của bạn ấy nữa. Tớ thành thật xin lỗi cậu. Vừa rồi tớ đã nói lời không phải với cậu. Tớ nhường cho cậu đấy. Kìa con. Dạ, con nhường cho bạn ấy mà. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn ấy. À, cho tớ tặng cậu chiếc kẹp tóc này nhân sinh nhật cậu nhé. Cháu cứ nhận đi, bạn tặng cháu mà. Bác và bạn đã nói vậy, con nhận đi. Tớ cảm ơn cậu, cháu cảm ơn bác. Happy birthday cậu nhé. Cháu nhà mình ngoan quá, cách dạy cháu của chị làm em nể lắm. Trẻ con mà chị, phải uống nắng, dạy bảo các cháu từ nhỏ mới được. Thôi đến giờ chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn và tạm biệt chị và cháu nhé. Cháu cảm ơn bác, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cháu đi ạ. À. Không có gì đâu, chúc cậu luôn khỏe. À, cậu cho tớ xin địa chỉ, để chúng mình thường xuyên liên lạc nhé. Ừ, cũng được. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.